Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Trùm Giã Bơ Lắc đây và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tài hack mà không cần xác minh căn cước công dân nha. Nếu thấy video mình hay thì nhớ like và sub cho kênh mình mau đạt 10.000 sub nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Đầu tiên thì các bạn xóa Giã Bơ Lắc trên máy trước. Sau đó các bạn vào FB Sacaver và bấm vào phần tải về giống video. Bấm vào hình cái kính rồi gõ chữ Giã Bơ Lắc nhé. Các bạn cài đặt cái fix và gần gần login này về máy. Link tải mình sẽ để ở mô tả nhé. Đợi nó quét virus xong rồi các bạn mở Giã Bơ Lắc này lên nhé. Đăng nhập ếch của các bạn vào nha. Sau khi đăng nhập xong nó sẽ hiện giống như này. Các bạn bấm vào ông này để xác nhận nha. Xác nhận xong rồi sẽ hiện ra bản xác minh căn cước công dân này, thì các bạn thoát ra vào lại Sacaver nhé. Tải thêm một bản hack nữa là bản Chagan nha, link tải bản Chagan mình để ở mô tả luôn nha. Các bạn bấm vào sau đó bấm vào cài đặt giống lúc ý, tải bản fix vừa gan gân là được nhé. Tải xong thì các bạn mở lên dán sticker zip là chơi được rồi nhé. Link hướng dẫn get key cơ zip này ở mô tả nhà anh em. Thank you.